Xin chào cả nhà à, Hôm nay thì đang gom một số thùng xốp để đóng gói các chậu thanh đàm Indo cho một số anh em đặt hôm trước mọi người ha Thì thanh đàm Indo được cái mùa này là ngay tại vườn em là nó đã bắt đầu nụ rồi Nên là anh em chơi thanh đàm Indo mùa này rất là sướng mọi người Bởi vì giống như là mình đốt cháy được cái giai đoạn trồng chăm sóc rất là lâu á Bình thường các bác anh chị sưu tâm những cái gì ví dụ đầu năm hay giữa năm thì chúng ta phải chờ đến cuối năm như vậy chúng ta mới được ngắm hoa nhưng mà riêng mọi người sưu tầm vào thời điểm này là về chơi hoa luôn à, không cần phải chờ đợi gì thêm mọi người nhé đây là được cái là cây mùa này bán nó cũng chạy mọi người đây mọi người xem đó cây nó đang lên nụ chi chít luôn nè và cái cây thanh đạm đô này hai cái là mỗi lần nó nụ nó hoa là nó ra thành nhiều vòi mà nó giống như là một cái chùm lồng đen luôn mọi người biết cái đèn lồng không đèn chùm ở trong nhà hay À, hay ở những cái cái lâu đài người ta hay trang trí thì cái hoa cây cái này nó như vậy mọi người à, khi mà nó nở ra phát là nó rũ xuống thành một cái chùm rất là nhiều và đặc biệt là cái hương thơm của cây này thơm kinh khủng luôn mọi người à, phải nói là thơm thuộc vào cái hàng chắc là em nghĩ là thơm nhất trong số các loại hoa lan hiện nay rồi bởi vì khi mà nó nở hoa á, thì kết hợp với cái nhiều chùm hoa Rồi hương thơm nó đậm nữa thành ra đứng cách 4-5 mét mọi người vẫn ngửi thấy mùi thơm à, và nhiều bán nhiều anh chị mà mà nếu mà không quen ngửi những cái hương thơm đậm như là của cái cây lan này nhiều khi ngửi lâu còn nhức cả đầu luôn mọi người đó đó chính là cái cái đặc biệt của cái thanh đạm indo này là thành ra nó là cái giống thanh đạm người ta gọi là vua của các dòng thanh đạm mọi người. Lý do vì sao mà nhiều người lại thích sưu tầm cây này đến vậy. rồi đây mọi người xem cái nụ nè, nó không ra nụ thôi nó ra nụ là chi chít chi chít hết là thành ra nó nở lần đồng loạt là chơi sướng lắm cả nhà nhé. rồi và những cái chậu này cũng là những cái chậu mà gọi là hàng tuyển nhất ở trong vườn do chính tay em lựa chọn ra để anh em có thể là khi sưu tầm về chúng ta chơi luôn và được cái là cái chậu nó đẹp mọi người nha mỗi chậu nó đều hơn chục thân hết nên là anh em về chơi trồng chăm sóc là có một cái chậu bụi bự đẹp các bác anh chị cứ chơi sưu tầm đi em gửi hàng tới nơi cứ kiểm tra cho em đúng cái cây khỏe đẹp mà đang đủ như em quay như em quảng cáo đây thì mọi người thanh toán là được ha bữa giờ thì em cứ đóng gói em gửi cho mấy anh chị em đặc biệt cái mùa này nè mùa này đang hoa là nhiều người thích sưu tầm lắm mọi người bình thường cái mùa cái mùa mà nó chưa ra hoa nó hay đã lên mang mầm đó nhiều bác như anh chị cũng cũng muốn sưu tâm nhưng mà lười á lười chăm nên là thành ra siêu tầm vào cái mùa này là cây nó đang nụ nè về cho phát là chúng ta chơi hoa luôn không cần phải chờ đợi thêm đợi lâu nữa mọi nha đặc biệt những cái chậu này mùa này nó cũng phát triển lực khỏe đẹp nữa rồi hoa siêu thơm luôn mọi người nha Hoa siêu thơm gọi là thơm nhất cả đâu luôn à, Các bác chị cứ thử một lần thưởng thức cái hương thơm của cây Thanh Minh Indo này đi à, Là mọi người biết vì sao lại nó lại nổi tiếng và được nhiều người thích sưu tầm như vậy à, Mặc dù là nó không phải là cái cây đến từ rừng Việt Nam, cây nó đến từ rừng Indo Nhưng mà nó lại rất nổi tiếng ở trong cộng đồng hoa lan của Việt Nam mình mọi người à, Cây rất dễ thân, dễ chăm sóc nè Ngoài ra vườn em trồng thì chỉ cần than thôi à, là cây nó phát triển khỏe ok, xanh tươi, xanh mướt ha. À, cheo nắng, cheo gió, cheo mưa gì là ok hết rồi cái đặc điểm của cây này là cái lá nó bông bình mọi người nhé à, Ví dụ thanh đạm bình thường ấy, thì mọi người sẽ thấy là cái cái lá nó bóng nhoáng nhưng mà cây này nè mọi người để ý xem cái lá nó cái kiểu bông bình bồng bình bồng bình đó. đó là cái đặc điểm để anh em có thể nhận biết được thanh đạm Indo chuẩn giống nha và quan trọng cái cây này nó nở tại vườn em rất nhiều rồi năm trước nếu mà anh em nào có theo dõi kênh em thì sẽ thấy em có rất là nhiều clip em quay cái lúc mà hoa của thanh đạm Indo này nó nở tại vườn ấy. đẹp lắm mọi người à, và chính vì được thưởng thức cái hương thơm của cây này cũng như là ngắm cái bông hoa của cây này nên là em rất rõ cái đặc điểm về cái hương thơm và cái độ đẹp của cây nên là cũng muốn chia sẻ với anh em để chúng ta có thể biết thêm ha à, rồi đó và À, hiện nay thì à, mỗi một chậu như vậy thì à, em đang chia sẻ với giá gọi là vài trăm ngàn thôi anh em. À, anh em à, sưu tầm thì cứ liên hệ với em nhé. Giá, giá tầm 4 tới 500 ngàn thôi. Nói chung là à, một mức giá rất là ok. À, ngày xưa cái đây mấy năm thì anh em mua giá nó cao vài triệu chứ. À, bữa nay thì nói chung cây lan nào cũng vậy, giá nó cũng đều phải chăng hết để anh em ta có thể là sưu tầm rồi. À, ngày xưa thì hiếm thì giá nó cao vài triệu, chứ giờ vài trăm ngàn là anh em sưu tầm được thôi. À, rồi đó, chậu thật đẹp hết mọi người nha à, à, thôi xong cái clip này thì em cũng vào em quay em đóng gói một số chậu thanh đài minh đô mà anh em đặt hôm trước để gửi đi rồi à, để mọi người có nhu cầu sưu tầm thanh đài minh đô hàng chuẩn giống thì cứ liên hệ với em nhé đang nụ ha à, mọi người liên hệ đài 0384 750 258 là được rồi xin cảm ơn và hẹn gặp lại cả nhà nha Cây đẹp như hình nha mọi người, hơn chục uh, hơn chục thân đẹp như hình nha. À các bạn chị mua cứ kiểm tra hàng cho em, à, đúng chuẩn đẹp như em quay thì mọi người thanh toán là được ha.